Xin trân trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Đỗ Dũng. Thưa quý vị, vào ngày 24 tháng 9 vừa qua, tờ Nhật báo Washington Post có đăng một cái bài khá là lý thú liên quan đến một dự án ở tại một thành phố nhỏ tiểu bang Virginia mà ban đầu người ta hứa bỏ ra 40 triệu đô la mà phần lớn là do những nhà đầu tư EB-5 ở Việt Nam đem qua một người môi giới, người Việt Nam tên là Trúc Cốt Trần, không biết Trúc hay Trực, không biết ông này ở tiểu bang Virginia. Và cái bài viết này nó có tựa đề là hàng triệu đồng bị thất thoát, cảnh sát trưởng chết, một thành phố nhỏ Virginia đang đi tìm câu trả lời. Thưa quý vị, trong cái vụ này, sau khi đổ bể ở đây thì có tới 14 viên chức của thành phố này bị truy tố, đó là thành phố Front Royal. Một bà Mỹ, trong đó có một bà người Mỹ và một ông Việt Nam. Thành phố Front Royal là một thành phố tinh lẻ ở trong cái vùng gọi là Shadow Valley, rừng núi trùng trùng điệp điệp, đẹp lắm, cây cối. Nằm ở phía tây nam thủ đô Washington DC khoảng 70 dặm. Quý vị nào mà ở Virginia đi lên trên núi biết cái thành phố này. Thành phố này trước đây nó có một cái nhà máy hóa chất, sau đó thì nó bỏ đi và đất nó bị ô nhiễm gì đó. Sau khi ta cải tạo đất vân vân, hồi đó là mất 1.200 việc làm sau khi nhà máy đóng cửa. Thì một ngày đẹp trời vào năm 2015, ông Việt Nam tên là Trúc Trần hay Trực Trần, đây trên màn hình quý vị, ông là một nhà môi giới địa ốc mà ở vùng Virginia ai cũng biết. Ông mới đến thành phố này, ông bảo là tôi sẽ đầu tư khoảng 40 triệu đô la vào đây để vực dậy, làm một cái gọi là trung tâm nghiên cứu, tạo ra khoảng cỡ 600 việc làm. Trên màn hình quý vị đó là ông Trúc Trần đứng nói chuyện với ông lúc đó là dân biểu liên bang Bob Goodlatte, bây giờ ông hết là dân biểu, bây giờ là cựu dân biểu. Trên cánh đồng cái dự án đó, ông này dân biểu liên bang, ông ủng hộ ghê lắm, đại diện vùng này mà, thế thì tốt quá. Cái gì mà đầu tư vô, mang tiền vô đầu tư tạo công việc làm là chúng tôi khoái lắm, thậm chí chúng tôi còn cho thêm tiền nữa. Và cái miếng đất này đó, lúc đó thành phố thấy bảo ông này mang 40 triệu đô la mà thành phố bán miếng đất này cho ông này, vừa bán vừa cho giá bao nhiêu, một đô la coi như bán tượng trưng để người ta mang tiền vào đây, người ta đầu tư tạo công việc làm, chỉ vậy mà thôi, khơi dậy cái thành phố này, một thành phố tưởng như đã chết. Thì cái EB-5 chắc mà giải thích quý vị nghe cho nó sơ sơ để quý vị biết. EB-5 là một chương trình được lập ra từ năm 1990, thu hút những nhà đầu tư ở bên ngoài nước Mỹ. Nếu quý vị có tiền từ 500.000 đô la tới 1 triệu đô la đem vào đầu tư nước Mỹ thì thường thường 500.000 đô la thì sẽ được sở di trú người ta chỉ định đầu tư ở những vùng mà không có công ăn việc làm, thường là những vùng thôn quê hoặc những khu đô thị mà thường ít có đô thị, đa số là thôn quê mà, để tạo ra việc làm, ít nhất là tạo ra 10 việc làm. Còn nếu 1 triệu thì quý vị có quyền tự chọn. Tôi biết vừa rồi sở di trú cho biết là năm tới nó tăng cái số tiền nó lên, hình như 500 nó tăng thành 900 ngàn, còn có 1 triệu tăng lên 1.6 triệu. Thì cái người mang tiền vô như vậy, nó tạo công việc làm thì họ được quyền đi vào Mỹ và mang cả gia đình luôn, trực hệ mình đi vào, và những người đó có thẻ xanh ngay. Và sau một thời gian, đương nhiên là nếu làm ăn đàng hoàng các thứ thì trở thành công dân Mỹ. Thì đó là cái đường mà gọi là người ta gọi là nhập cảnh bằng visa EB-5. Thỉnh thoảng quý vị nghe đồng Việt, trong cộng đồng Việt Nam quảng cáo dữ lắm, lên YouTube và Facebook nhiều quảng cáo ghê. Thậm chí có những ông về Việt Nam mở văn phòng nó luôn để coi dân Việt Nam ai có tiền. Thì trường hợp ông Trúc Trần này cũng là như vậy. Thì nhiều người thích quá. Bây giờ quý vị tưởng tượng 40 triệu. Mà bây giờ theo chỉ định cái vùng này như vậy là mang được ít nhất là 80 gia đình, nếu mỗi gia đình là nửa triệu. Thấy không? Mỗi gia đình nửa triệu. Thì mình cứ tính trung bình một gia đình Việt Nam là 4 người đi. Tối thiểu là 4 người đi. Thấy không? 80. 48, 32, 320 người qua Mỹ. Ngon lành. Đưa tiền, chúng ta đầu tư đây. Nhưng mà sau đó, 4 năm sau bây giờ người ta phát hiện ra là có những chuyện sai trái. Ước mơ của thành phố này đã tan tành. Thấy không? Coi như là 21 triệu Mỹ Kim bị biến mất. Mà theo như tố cáo là có cái bà, có cái bà, lát là tôi sẽ nói cái chuyện tiếp. Bây giờ đó 21 triệu biến mất. Rồi trong cuộc điều tra này đó, ông cảnh sát trưởng đây cũng bị điều tra luôn.
thì vào ngày những ngày mà trước khi mà bị truy tố đó thì ông đã kê họng súng vào miệng mình và ông tự sát, nghe không? Rồi không những cái chính quyền thành phố này, nhân viên thành phố này mà cả cái nhân viên của cái gọi là Warren County nữa đó, cũng bị cáo buộc luôn là đã có những cái hành động mờ ám gì này kia trong đó. Thì thưa quý vị, bây giờ người ta mới chưa biết là nó bắt đầu từ đâu, phải không? Nhưng mà người ta chỉ biết rằng cái người chính trong vấn đề này, thương lượng coi dự án này, đó là bà Jennifer McDonald. Bà này lúc đó là giữ chức điều hành cơ quan phát triển kinh tế của Warren County, gọi tắt là EDA, bây giờ bà vô tù, mặc áo tù vậy, thấy không? Đó, bà này là một. Bà này là người đã đứng ra đại diện và thỏa thuận với ông Trúc Trần. À, Trúc Trần. Và ông này hứa như tôi nói đó, tài trợ 40 triệu đô la. Cộng thêm là 140 triệu đô la từ một hợp đồng của chính phủ liên bang. Tức là gì? 40 triệu đô la này chúng tôi xây cái nhà máy ở đây, tạo ra 600 công ăn việc làm, và chúng tôi sẽ có một cái hợp đồng của chính phủ để làm việc tại nhà máy này trị giá 140 triệu đô la. Quá đã, thấy không? Thì đây nó sẽ là một cái viện đào tạo cảnh sát viên do cảnh sát trưởng Daniel McEthon của Warren County điều hành. Thế ông Trúc chả có đóng đồng nào, ông chỉ hứa thôi mà không hiểu tại sao mà những người này họ tin, đấy, mới đất rộng tới 30 mẫu là 30 mẫu bán con đồng thôi, thấy không? Bán con đồng. Rồi bây giờ đó mới người ta mới biết rằng là đây có thể là một sự bình phong cho một sự lừa gạt. Bởi vì theo tố cáo là ông Trúc Trần, bà Jennifer McDonald, ông cảnh sát trưởng Daniel McEthon và một số người khác đã bòn rút hàng chục triệu Mỹ Kim, hàng chục triệu đô la trong cái ngân sách của chính phủ. Có nghĩa là vì nói rằng là sẽ được đầu tư đến 40 triệu đô la, chính phủ mới đổ thêm tiền nó giúp nó, thì họ đã lấy những tiền đó họ bỏ túi. Đó là theo lời tố cáo của họ. Bây giờ thì ông cảnh sát trưởng chết rồi, tự sát rồi. Bây giờ cái ông Trúc Trần thì đang bị EDA kiện, và có thể sắp tới đây là cũng bị chính phủ, tiểu bang và liên bang truy tố luôn. Còn bà Daniel và bà Jennifer McDonald thì bị tới 28 cáo buộc luôn. Cấp liên bang, cấp tiểu bang luôn. Vì các cái tội gì? Bị tố cáo là biển thủ này, rửa tiền này, chiếm đoạt tiền bằng cái sự nói dối. À, thì như vậy trong vụ này tổng cộng 14 viên chức và cựu viên chức địa phương bị các cái bị truy tố nặng nhẹ khác nhau. À, thì thưa quý vị, qua cái câu chuyện này người ta mới cho thấy rằng là cái vụ EB-5 nhiều khi nó chỉ là cái vụ lừa gạt. Bởi vì không phải ai nộp đơn EB-5 cũng qua Mỹ được. Cho nên có nhiều nhà đầu tư họ đi về Việt Nam, họ móc nối, thấy không? Với những nhà đầu tư bên Việt Nam, hứa hẹn đưa tiền sang, rồi còn đi phỏng vấn nữa. Đâu phải ai cũng đi được đâu. Rồi có khi qua đây tiền bạc lại chạy đông bao nhiêu, khi ta đổi ý, bảo thôi tôi không đầu tư đây nữa, tôi đầu tư chỗ khác. Mà tôi nói quý vị nghe, quý vị nhìn chung quanh cái đô Sài Gòn, tôi biết luôn, đều không tiện nói trên chương trình này, bởi vì nó vấn đề là privacy. Mà tôi biết có một số nhà hàng, một số tiệm họ cũng đi qua đây bằng EB-5. Không cần lời, chúng tôi chỉ cần mở cái nhà hàng đó, bỏ ra 1 triệu. Chúng tôi mang gia đình chúng tôi độ chừng là 10 người đó. Gia đình Việt Nam có thể có 10 người, hai vợ chồng, 8 đứa con đó. Thấy không? 1 triệu, trung bình là như 100.000 người, đúng không? Qua ngon lành, 5 năm sau có quốc tịch. Quốc tịch đó được bảo lãnh thêm bao nhiêu, bao nhiêu cái đuôi đi theo nữa. Tính là quá rẻ. Mà sau khi chúng tôi mở rồi đó, chúng tôi bán lại. Ví dụ mở cái nhà hàng chúng tôi bán lại, chỉ cần hồi vốn là đủ. Còn trong lúc bán chúng tôi không cần lời. Chúng tôi chỉ cần mở ra cho khách hàng vô ăn, và đủ trong bao nhiêu năm đó chúng tôi rút chủ. À, bởi vì mục đích của chúng tôi không phải là làm ăn buôn bán tạo ra việc làm, mà mục đích chúng tôi là vào Mỹ. Nhưng mà đừng trách chúng tôi, trách là trách chính phủ Mỹ. Ai bày ra cái trò này? Ai bày ra cái trò EB-5, EB-3, EB đủ thứ EB ấy? Đó là kẽ hở của luật di trú. Không biết tôi có nói trên chương trình này, không biết quý vị có nhớ, tôi từng nói nhiều nơi khác là ở Mỹ có 2 cái luật phức tạp nhất là luật thuế và luật di trú.
Tại sao nó phức tạp? Vì nó phức tạp cho nên mới có nhiều kẽ hở để người ta mới lợi dụng đó. Trốn thuế ở Mỹ đầy luôn, tránh thuế ở Mỹ là đầy luôn. Nếu mà đem ra xử, không có đủ nhà tù mà chứa. Xin lỗi quý vị, nói thẳng là như vậy luôn. EB phải di dân di trú. Tại sao làm phức tạp? Phức tạp để có nhiều kẽ hở chứ có gì đấy. Không? Tại sao giống như đơn giản, tại sao ông xây cái tường bọc hết luôn đi, không có con chuột nào vô hết, đi làm lưới, làm lưới. Có chỗ nó vô không được thật, nhưng mà có chỗ nó vô cả con voi luôn. Mỹ là như thế. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT, chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị dưới màn hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình thời sự 247. Hồi nãy tôi kể quý vị nghe câu chuyện ở thành phố Front Royal ở bên Virginia bị hố nặng một cái dự án kéo dài trong 4 năm. Cuối cùng tiền chính phủ mất, nhân viên chính phủ bị truy tố, tiền đầu tư thì không vào. Mà chỉ qua một người Việt Nam, đó là ông Trúc Trần. Người ta nói trong tờ Washington Post bảo giờ muốn kiếm ông mới mở quán cà phê ở thành phố Alexandria, tiểu bang Virginia. Nếu đến đó thì ông bán cái ly cà phê uống thôi. Tức là ý là tôi không biết chuyện nhân trong như là mà ý cái tờ báo nói ông chỉ là một người bán cà phê. Mà không biết sao người ta tin. Mà ông cũng khôn đó. Cộng đồng Việt Nam không vô, đi vô cộng đồng Mỹ. Mỹ mà cái cộng đồng, cái thành phố đang gọi là nó thê thảm luôn này. Đang nghe những cái chuyện này mừng quá mở mắt luôn. Đó. Và như nãy tôi nói quý vị, luật lệ của Mỹ nó là một rừng luật. Các nước độc tài nó là luật rừng, ở Mỹ là rừng luật. Cái giờ của luật rừng đó là nó bắt bậy, nó không cần xử. Mà cái hay của nó đó, kẻ gian nó bắt ngay, không cần qua xét xử. Nếu đúng đó là kẻ gian, rừng luật đó nó có hay là nó không bắt bậy. Nhưng mà có cái giờ là thấy nó làm sai đó mà không bắt được. Bởi vì luật rừng luật mà nhiều luật quá, luật này cả luật kia. Đó là hai cái hệ thống. Tôi không dám nói cái nào hay cái nào dở, mà phân tích quý vị nghe chuyện nó là như thế. Và giống như tôi nói đó, thuế má với gì chúng phức tạp vô cùng. Phức tạp do người ta bày ra. Rồi bây giờ qua một câu chuyện khác ở tại Orange County chúng tôi. À, chuyện này cũng là chuyện hấp dẫn luôn. Mà nghe rất nhiều rồi. Quý vị nào Orange County quý vị biết. Ở Orange County này trước đây có một vị gọi là chánh biện lý nổi tiếng. Ông nắm được 4 nhiệm kỳ, đó là ông Tony Rakakos. Năm 2018 vừa rồi, ông ứng cử, tái ứng cử, ông bị thua ông Todd Spitzer bên trái, bên phải là ông Tony Rakakos, bên trái là ông Todd Spitzer. Ông Todd Spitzer này từng là dân biểu tiểu bang California, từng là giám sát viên hội đồng giám sát của Orange County. Đó. Và ông cũng từng là một biện lý dưới quyền ông Tony Rakakos luôn. Đó. Chuyện này xa xưa kể tí xíu để quý vị hiểu. Thì ngày trước đó, nghe nói đó, ông Tony Rakakos, ông ra ứng cử, tôi làm một nhiệm kỳ thôi, tôi nghỉ. Thì ông nói, ok, khi tôi nghỉ, ông Todd Spitzer sẽ ra thế. Nhưng mà không biết vì lý do gì đó, hai ông gây lộn gì sao mới không ưa nhau. Thì ông Tony Rakakos, ông mới đuổi ông Todd Spitzer. Thấy không? Đuổi thôi, đuổi tôi ra tôi ứng cử chuyện khác. Đó. Thì ông Todd Spitzer lúc đó ứng cử, tắc cử dân biểu tiểu bang. Được 3 nhiệm kỳ thì ông hết hạn. Ông Tony Rakakos thì sau đó mặc dù lời hứa là một nhiệm kỳ, nhưng mà sau đó là người ta đòi hỏi quá, cử tri ủng hộ, bảo ông đừng có về hưu, ông đừng có nghỉ, ông tiếp tục đi, bảo ông cứ ra, thế là ông thắng. À. Thì thưa quý vị, ở đâu cũng vậy đó, cây mọc rễ ở đâu cũng vậy, dân cái người nào mà nắm cái chức vụ nào quá lâu thì nó sẽ có dễ có khuynh hướng có những chuyện gọi là không đàng hoàng. Tôi dùng cái chuyện là không đàng hoàng. Bởi vì tôi ở lâu rồi, bám rễ rồi, cái cây bám rễ, gió thổi không sao, cái cây nó quậy, làm gì không ai làm được. Đó. Thì khi mà ông Todd Spitzer đó, ông hết nhiệm kỳ ở tại tiểu bang California, ở Sacramento, ông về, ông ứng cử cái chức giám sát viên, ông đậu. À, thì giám sát viên chỉ được 8 năm thôi. Thì ông đậu vô đó, đó thì ông Tony Rakakos lại càng lo ngại. Cái anh đến lại về đây ngồi gần tôi, lại ham mê hết cẳng tôi, ông cứ ra tiếp, ông thắng cử vài, chặn đường ông này. Cho đến cuộc bầu cử vừa rồi đó,
ông Todd Spitzer mới bứng được cái ông Tony Racott, bởi vì Tony Racott bị một số cái gọi là mang tiếng. Bởi tôi nói với ở lâu thì sẽ bị thôi. Chính vì như vậy mà ông bị ông Todd Spitzer hất cẳng luôn. Bởi vì cái nhiệm kỳ của biện lý Orange County đó, nó không có giới hạn. À, anh có thể ra tái ứng cử nhiệm kỳ 4 năm mà cho tới khi anh tắt thở thôi. Đó, thấy không? Thì bị ông bứng. Bứng xong đó, thì người ta nghĩ rằng là sẽ có những cái chuyện là lôi thôi. Thì đúng bây giờ lôi thôi tuần vừa rồi. Ông đã chính thức tố cáo ông Tony Racott sử dụng quỹ đen. Một lần chi 80.358 đô la. Và một lần chi 103.500 đô la. Đó. Cho những cái việc mà mờ ám mà không được hội đồng giám sát Orange County chuẩn đoán. Thì theo tố cáo của ông Todd Spitzer là gì? Chắc quý vị còn nhớ trước đây có một cái vụ. Một cái ông ở Orange County, ông đến một cái tiệm hất uốn tóc ở Subic. Vì bực mình vì vợ bắt luôn là hơi 9 người chết. Đó. Thì ông bị vô tù. Bị vô tù bắn chết người chết chắc là tử hình đấy. Nhưng mà khi vô tù thì các công tố viên lại sử dụng mật báo viên trong tù nghe lén ông này. Không phải là nghe lén mà là thâu lén thì đúng hơn. Đó. Nói chuyện với ông này, dụ cho ông này nói ra thâu mẹ luôn. Thâu cái đường mới đó cho mấy anh công tố viên để truy tố ông này. Thì bị một ông luật sư bào chữa mới phát hiện điều đó. Ông mới ra, ông bảo là hey, chơi cái trò này là không được. Thế là ông chánh án ở tại Orange County, ông dẹp hết luôn, không cho mấy anh công tố viên mà đàn em của Tony Racott là truy tố nữa. Và ông chuyển cái vụ lên tiểu bang. Lên tiểu bang thì xử mới sao, cái nghi can này, hung thủ này, thay vì bị 9 án tử hình, bị có 9 án chung thân. Trời ơi, mấy gia đình nạn nhân nó giận, không thể tưởng tượng, không làm gì được hết. Thế thì trong lúc mà điều tra như vậy ở tòa đó, thì ông bắt mấy anh công tố viên mà sử dụng những thông tin mà nghe lén nó ra. Để điều tra, để ra tòa. Thì theo tố cáo của ông Todd Spitzer, ông Tony Racott đã sử dụng một quỹ đen hơn 80.000 đô la để trả tiền cho những luật sư bên ngoài để huấn luyện cho các công tố viên này khi ra tòa sẽ phải giả nhời làm sao. À, rồi tố cáo thôi. Và ông Todd Spitzer, ông bảo điều này là sai với luật. Đây là một sự vi phạm luật tiểu bang rõ ràng. Và cố tình bao che những cái sự sai trái của văn phòng biện lý mà đang bị điều tra. Đó, đó theo lời tố cáo ông Spitzer. Thì cái bài báo này của OC Reporter họ đăng lên, họ nói là chúng tôi có gọi ông Tony Racott mà không thấy ông trả lời. Còn cái vụ xài hơn 100.000 đô la đó thì trả cho một cái gọi là phòng lab mà thử với DNA. Đó, để thử trong cái vụ này. Đó. Thì cái vụ này hơn 100.000 này á, thì là theo bộ lời Todd Spitzer tố cáo á, là ông Tony Racott là ông né luật bằng cách sao? Nếu mà anh xài thêm trên 100.000 đô la thì phải có sự chuẩn thuận của hội đồng giám sát Orange County. Nhưng mà anh chơi anh xài có anh lấy một nửa của County thôi. Còn một nửa là có cái quỹ khác, quỹ đen bỏ vào thành ra. Vì dưới 100.000 nên không phải đưa ra. Quý vị thấy luật Mỹ nhiều cái hở lắm. Cỡ nào tôi cũng chơi được. Bởi chúng tôi là những người viết ra luật. Nào, tuân thủ luật pháp, chúng tôi tuân thủ luật pháp. Sao luật pháp lỗi luật pháp không phải lỗi chúng tôi. Đúng không? Đó, thì theo tố cáo của ông Todd Spitzer nó là như thế. Thì bây giờ đó là nó xảy ra những cái chuyện như vậy. Chưa thấy hội đồng giám sát Orange County trả lời trong cái chuyện này. Chưa thấy. Mặc dù ông Todd Spitzer ông có báo rồi. Không? Thì một lần nữa quý vị thấy không? Những người mà ở lâu ở một cái địa vị nào đó, thấy không, thì là dễ bị chuyện lắm. Mà nó có thêm một cái, nó luật ở California này, khi mà quý vị xài tiền á thì phải được 2/3 số dân cử đồng ý mới được, khó hơn là trên 50%. Đó. Thì thưa quý vị, đó là hai cái chuyện mà chúng tôi kể quý vị, một cái vụ là ở trên cái ở bên cái tiểu bang Virginia, vụ đó và vụ Orange County. Tại sao Orange County tôi kể là bởi vì khán giả chúng tôi đã ở vùng Orange County cũng rất là nhiều, và cái này nó liên quan quý vị, để quý vị biết biện lý Orange, biện lý của quận nào rất là quan trọng. Họ là người có quyền truy tố những người nào và không truy tố những người nào. Nếu mà phe ta là ta không truy tố, mà không phải phe ta thì truy tố tới nơi luôn. Đó. Mà trong cái vụ này là Todd Spitzer là ông tố cáo. Thì đây mới chỉ là tố cáo, và ông có đầy đủ bằng chứng.
Và tờ báo OC Register họ cũng có được cái bản tố cáo luôn nên họ mới đăng lên. Thì đó là những cái tin mà chúng tôi nghĩ đáng chú ý trong tuần qua gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình tới.